Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây. Gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ giao động từ 24 đến 30 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ cũng chỉ còn ổn định đến hết ngày hôm nay. Dự báo trong ngày mai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, thời tiết tại các tỉnh thành phía đông của Bắc Bộ sẽ có chuyển biến với trời nhiều mây, mưa rào xuất hiện gián đoạn trong ngày cùng nền nhiệt giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng từ 23 đến 26 độ, vùng núi cao trời xe lạnh. Nhiệt độ trưa chiều mai cũng chỉ từ 27 đến 30 độ. Riêng khu Tây Bắc chưa có mưa và nhiệt độ tăng cao hơn từ 1 đến 2 độ. Dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 nên các tỉnh thành phía đông của Bắc Bộ sẽ có mưa rào kéo dài nên nhiệt độ vì thế cũng sẽ có xu hướng giảm dần. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Trung Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào rải rác xuất hiện diện rộng trên khu vực, với thời điểm mưa chính tập trung về đêm, sáng sớm và khoảng chiều. Thời tiết trên hầu khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận mát mẻ về đêm và sáng, trưa chiều nhiệt độ có tăng nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì những cơn mưa rào và rông tập trung về chiều và tối. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo như sét và gió giật mạnh tiếp tục được đưa ra cảnh báo với người dân trong khu vực. Còn nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều với nhiệt độ cao nhất ban trưa ở Tây Nguyên khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ trưa chiều ngày mai khoảng từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết các vùng biển không có sự biến đổi nhiều. Tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 6 nên tình trạng biển động. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, có gió cấp 3, cấp 4, nhưng vẫn có mưa rào và rông rải rác, khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Và trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm.